Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam tối hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài soạn của nhà báo Phạm Trần, đề tài, đảng, văn nghệ sĩ và tiền do nhà báo Phạm Trần biên soạn nếu đem câu nói dân tộc nào có văn hóa ấy gán cho 96 triệu người dân Việt Nam đang ngoài ngóp trong đời sống văn hóa và nghệ thuật hiện nay thì rất oan. Vì người dân chẳng có trách nhiệm gì với cái thứ văn nghệ được đảng chỉ huy và nuôi ăn 85 tỷ đồng. Theo thừa nhận của nhà thơ Hữu Thịnh, Chủ tịch 20 năm Hội Nhà Văn, Chủ tịch Tổ chức Liên hiệp văn học, nghệ thuật, thì các hội vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ. Ông hân hăng nói, nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta. Ngân sách nhà nước bỏ ra nuôi ăn khoảng 40.000 hội viên là 85 tỷ đồng mỗi năm. Ông Hữu Thịnh đã kể lệ tại lễ tổng kết hoạt động của Liên hội Việt Nam Nghệ thuật ngày 9 tháng 1 2019 rằng năm 2018 là năm liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật Việt Nam gặt hái được nhiều thành công nhưng cũng là một năm nhiều thử thách. Đất nước phát triển thuận lợi nhưng chúng ta thì khó khăn vô cùng đến mức bị đặt vào tình thế tồn tại hay không tồn tại. Theo báo Tuổi Trẻ Online ngày 9 tháng Giêng 2019. Theo Tuổi Trẻ thì nguyên nhân gieo rắc khó khăn cho Liên Hiệp các hội văn học nghệ thuật tại Việt Nam chính là đề án cải tiến, phương thức hoạt động các hội văn học nghệ thuật của Bộ Nội vụ. Theo ông Hữu Thịnh thì đây là một đề án rất dày, công phu nhưng tụ trung lại chỉ có mấy chữ thôi, tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải. Nghĩa là chúng ta sẽ không có biên chế, trụ sở, không được hỗ trợ nữa. Vì vậy, vẫn theo báo tuổi trẻ, ông cùng các lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã kiên trì trình bày những trăn trở này với lãnh đạo cao nhất. Cuối cùng, ông Thịnh đã tội nguyện với khoản tiền trợ cấp 85 tỷ đồng. Ông đã hí hững nói với các nhà văn, nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thực chất là nhà nước nuôi, nhà nước nuôi anh em chúng ta. Văn chương nô dịch dưới chế độ Cộng sản Việt Nam với nội dung câu chuyện kể của ông Hữu Thịnh thì đồng Tiên đã được lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng để nắm đầu văn nghệ sĩ Việt Nam. Nhưng từ trước tới nay, Đảng vẫn chi tiền nuôi ăn các tổ chức ngoại vi của Đảng, gồm Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cụ Chứng binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ngân sách còn đài thọ hoạt động cho 28 hội đặc thù khác của đảng, trong đó có hội nhà báo và hội nhà văn. Tổng kinh phí được phổ biến năm 2014 của việc Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam Institute for Economic and Policy Research đưa ra là khoảng 14.000 tỷ đồng. Nhưng nếu tính thêm trị giá đất đai, nhà cửa, xe cộ, và các tài sản khác thì chi phí toàn hệ thống của các tổ chức hội đoàn này hàng năm từ 45.600 đến 68.100 tỷ đồng, tương đương 1 đến 1,7% tổng sản lượng nội địa. Như vậy, rõ ràng các tổ chức được gọi là quần chúng lại không phải của dân, do dân và vì dân mà do đảng lập ra để phục vụ cho quyền lợi của đảng bằng chứng lời nói của ông Hữu Thịnh là băng quơ theo lệ đảng đã bị lật tẩy trong tuyên bố ra khỏi hội nhà văn của 20 cây bút nổi tiếng ngày 11 tháng 5 2015. Tuyên bố bắt đầu rằng là những người viết văn đã nhiều năm tham gia hội nhà văn Việt Nam, đã góp sức xây dựng hội qua thời chiến cũng như thời bình, đã đau xót trước sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của hội trong những năm gần đây, và tích cực góp ý với hội để khắc phục tình trạng ấy. Nhận thấy khả năng thay đổi trên càng không thể xảy ra khi lãnh đạo hội nhà văn Việt Nam đã tự tiện tước quyền tham gia đại hội lần thứ 9 sắp tới của chúng tôi với lý do chúng tôi là thành viên của một ban vận động thành lập một văn đoạn tương lai. Đó là việc làm vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của hội Nghệ văn Việt Nam Tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người Campuchia. Chúng tôi tuyên bố từ bỏ Hội nhà văn Việt Nam kể từ ngày hôm nay, 11 tháng 5 năm 2015. Tổ chức văn đoàn độc lập do nhà văn Nguyên Ngọc đứng đầu cuộc vận động từ năm 2014 đã đưa ra lời kêu gọi về quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm. Trong số các nhà văn, nhà thơ ký tên ra khỏi hội nhà văn từ lúc đầu, có những người nổi tiếng như Nguyên Ngọc, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Hệ Chi, Phạm Đình Trọng, Võ Thị Hảo, Bùi Minh Quốc, Đặng Văn Sinh, Hoàng Minh Tường, Lê Hiền Phương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Quang Thân, Thùy Linh, Vũ Thế Khôi, Ý Nhi, Dư Thị Hoàng, Trịnh Hoài Giang, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, Trần Kỳ Trung, vân vân. Cộng sản Việt Nam kiểm soát văn nghệ sĩ rất chặt chẽ. Sau khi có số đông văn nghệ sĩ bỏ hàng ngũ và bỏ đảng, Ban trưởng giáo đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rút tất cả các tác phẩm của văn đoàn độc lập khỏi chương trình giáo dục. Vào thời điểm đó, Nhà văn ly khai Phạm Đình Trọng nói với Đại Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tiếng Việt, Đại Voa, đây là một quyết định của ban tuyên giáo, một việc làm nhỏ nhen, hẹp hòi và phi chính trị. Vì một nền chính trị lành mạnh thì phải hướng đến nhân dân, hướng đến một nền văn hóa của nhân dân, chứ không phải là của đảng phái, phe nhóm, vì đó không phải là một chính trị chân chính. Trong khi đó, Tuyên giáo đảng đã ra lệnh theo dõi biến chuyển tư tưởng trong giới văn nghệ sĩ, hệt như theo dõi tư tưởng đảng viên, kể cả trong lực lượng võ trang nhân dân, quân đội, công an và dân phòng để ngăn chặn tự diễn biến và tự chuyển hóa trong hạng ngũ. Lệnh theo dõi văn nghệ sĩ đã được ông Lê Mạnh Hùng, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nhắc nhở từ năm 2018, nay được lập lại vào ngày 17 tháng 7 năm 2019 vào dịp có hội nghị đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Ông Hùng ra lệnh cho Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam phải không ngừng động viên văn nghệ sĩ tham gia hưởng ứng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước, về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ông Hùng còn nói, có hiện tượng một số văn nghệ sĩ chưa đề cao trách nhiệm xã hội, công dân, có những phát ngôn, viết hồi ký, sách báo, bộc lộ sự dao động, hoài nghi về lý tưởng và niềm tin về sự phát triển của đất nước trong vận hội mới. Thiếu vắng những tác phẩm tâm huyết có giá trị lâu bền, những cá tính sáng tạo độc đáo nhất là ở các tác phẩm văn xuôi và thơ. Tác phẩm ít có chiều sâu về tư tưởng, giá trị nhân văn, nhưng là được truyền thông quảng bá rộng rãi, tác động không nhỏ đến thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, nhất là giới trẻ. Trong sáng tác, còn có biểu tượng dễ dãi, thiếu cách chuyên nghiệp, chiều theo thị hiếu tầm thượng. Như vậy là hỏng bét rồi còn gì? Số tiền 85 tỷ bạc cấp cho liên hội, văn nghệ, nghệ thuật hàng năm chi tiêu ra sao mà sôi hỏng bỗng không như thế? Khoảng 85 tỷ đồng đâu phải là nhỏ hay tiền chua mà là công sức lao động của nhân dân góp lại. Chẳng lẽ câu nói hân hoan nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta của Chủ tịch Hữu Thịnh không động viên được các văn nghệ sĩ giúp đảng vui lòng hay sao? mà để cho Phó trưởng Ban tuyên giáo Lê Mạnh Hùng phải nặng lời như tát nước vào mặt như thế. Kính thưa quý vị, vừa rồi là trích đoạn bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam, Đảng, Văn nghệ sĩ và Tiền do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và đặc biệt cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn tối nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington C. at tv Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị một buổi tối ăn vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình